Mổ bụng moi gan rồi lại lành trở lại. Đó là con đường dẫn đến cái chết, không nên thách đấu nữa. Không được, nhất định phải đấu tiếp, hết cũng phải đấu tiếp. Hòa thượng nhà Đường, bệ hạ, quốc sư của ta không chịu tha cho các người đi, mà còn đòi đọ sức chém đầu, mổ bụng, moi tim nữa. Hay, hay lắm. Tôi còn cười gì vậy? Nương nương, hôm trước ở trong chùa, tôi có gặp một vị sư phụ dạy cho cách chém đầu. Hôm nay thử một cái vậy không? Ta sẽ nói với hoàng thượng tha cho các ngươi đi Tây Thiên. Phải đấu, nhất định phải đấu. Nhấc lên nào. Chém đi. Nhanh lên. Hai người đã rồi à? Nhìn ta đây. Giống quá. Lên đây đi. Ngồi vào đi. Ngồi đi. Đại sư huynh, ăn được rồi chứ? Đại sư huynh, ăn quả này đi. Để ăn quả đó cho. Bát giới. Trận cuồng phong vừa rồi rất lạ, nhất định là có điều gì đây. Bẩm các đạo sĩ, những thằng sư đang làm khổ sai bị thằng hòa thượng lông lá đầy mình thả mất rồi à? Hãy truyền lệnh bắt chúng trở lại ngay. Thằng nào cả gan thế nhỉ? Bạch Tiên, trong Tam Thanh Quan có nhiều tiếng động lạ lắm. Sao? Chúng ta đến đó xem sao. Nào, chúng ta đi. Có người đến đấy. Vào xem sao. Đau quá. Sư đệ làm sao thế?
Vỏ chuối này. Vỏ chuối à? Ai ăn lễ vật thế này? Trông có vẻ như có người đến ăn đấy. Đúng thế. Ai vậy? Kính chào ba ngài Tam Thanh. Lại đây. Có thể lòng tốt của chúng ta đã làm các thánh thần động lòng và xuống đạo quán của chúng ta. Thảo nào vừa nãy có một trận cuồng phong, nhân cơ hội này chúng ta hãy xin họ một ít nước thánh để trường sinh bất lão. Đúng thế, việc này không thể chậm trễ được. Xin kính chào các vị Tam Thanh. Hôm nay các vị cưới hạc đến đây thụ lễ, xin các vị Tam Thanh rủ lòng từ bi ban cho chúng con ít nước thánh. Các tiểu tiên hậu bối, đừng có lễ nữa. Chúng ta đi dự hội bàn đào về qua đây không mang theo nước thánh. Để khi khác chúng ta sẽ ban cho. Xin các vị Tam Thanh hãy cho chúng con một ít nước thánh thôi ạ. Các vị tiểu tiên hậu bối không phải cúi lạy nữa. Muốn lấy nước thánh phải mang cái gì đến đây đựng chứ. Xin đa tạ, xin đa tạ. Cái này là của ta. Cái này của ta. Hãy lui ra và đóng cửa lại. Vâng. Quay lại đã. Không được tiết lộ thiên cơ. Ngộ không? Xin hỏi bệ hạ, thầy trò ta đã phạm tội gì? Điều này... Cả người đã xúc phạm đến quốc sư của ta, còn cãi là không có tội à? Thưa bệ hạ, chúng tôi là những tăng nữ từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên lấy kinh, lần đầu tiên đến quý quốc, đã được cư của ngài đâu mà xúc phạm. Bệ hạ, họ từ Đại Đường đến đấy. Quốc sư, họ là người của Đại Đường đấy. Thưa bệ hạ, chúng đã giải thoát bọn hòa thượng làm công cho chúng ta. Đúng, đúng. Lại còn đại náo Tam Thanh Quan nữa chứ. Tội này không thể tha được. Đúng, tội này không thể tha được. Tội này không thể tha được. Chém đầu chúng đi. Thưa bệ hạ, thần thiếp đã để báu vật vào tủ rồi. Hai vị, ai sẽ đoán? Đã đoán trước. Được. Quốc sư đoán trước đi. Ôi,
Quốc sư, trong tủ là cái gì vậy? Tâu bệ hạ, trong tủ có một chiếc áo sơn hà và một chiếc váy càn khôn. Mời hòa thượng nhà Đường hãy đoán xem. Ngộ Không, đại sư huynh, Ngộ Không, đại sư huynh, hãy đoán đi, hãy đoán đi. Sư, thầy hãy đoán là hòa thượng nhà Đường, trong tủ có báu vật gì? Sư phụ cứ nói đi. Thưa bệ hạ, trong đó có một bộ quần áo rách. To gan, hòa thượng vô lễ quá, vô lễ quá. To gan thật, giáp quân ta không có báu vật à? Đây đâu, mau tóm của bọn hòa thượng này lại. Khoan, lui ra. Bệ hạ, sao không mở tủ ra xem cho rõ? Mở tủ ra xem sao? Được, cho nó chết mà không hối hận gì. Đúng. Sư phụ, để thần thiếp đi mở cho. Nhầm rồi, ngươi nhầm rồi. Ngộ Không, sư phụ yên tâm. Đó là cái gì vậy? Sao lại thế? Đại sư huynh giỏi thật. Một bộ quần áo rách, thế mà ngài lại bảo đó là báu vật. Nguyên cớ là thế nào nhỉ? Bệ hạ, chính tay thần thiếp bỏ bộ quần áo cung đình vào mà, sao lại biến thành như vậy? Ta đã có cách. Thưa bệ hạ, trong đó là một quả đào tiên. Hay. Thưa bệ hạ, trong đó chỉ có một hạt đào à? Quả đào, hạt đào, quả đào, hạt đào. Quả, hạt, quả. Các người thắng rồi. Rõ ràng chúng bỏ vào tủ một quả đào tiên. Bay đâu, mở tủ ra. Quả đào đó ai ăn rồi nhỉ? Hay là có thần tiên nào lén lút giúp họ? Sao lại thế nhỉ? Sao lại biến thành hạt đào? Họ đâu có biết đại sư huynh rất thích ăn đào. Thưa bệ hạ, có được không ạ? Đồ đệ, sư phụ, sao sư phụ lại vào đây? Ta vào đây cạo chọc đầu cho ngươi để đổi thành hòa thượng đấy. Hòa thượng, sư phụ bảo tôi làm đạo sĩ cơ mà. Có sự thay đổi, đổi thành hòa thượng để họ không đoán được. Tùy ý sư phụ, chỉ cần thắng là được. Người ngồi yên nhé, chớ có được kêu đau đấy.
Bệ hạ, lần này thì xin mời hòa thượng đoán trước. Thưa bệ hạ, trong đó có một vị hòa thượng. Nhầm rồi, trong đó là một đạo sĩ. Là một hòa thượng, là một đạo sĩ, là hòa thượng. Đạo đồng, hãy ra đây. Đạo đồng, hãy ra đây. Tiểu hòa thượng, hãy ra đây. Ra đây. Hãy xem kỹ đi. Ngươi... Sư phụ chẳng bảo tôi là... Sao lại thế nhỉ? Sao lại thế? Đúng là các hòa thượng nhà Đường này được thần linh giúp. Rõ ràng là đạo đồng, mở ra lại là hòa thượng. Bệ hạ, thôi để họ đi Tây Thiên đi thôi. Xin mời các hòa thượng đại đường mau đi Tây Thiên. Xin đa tạ bệ hạ. Sư phụ, đi thôi. Khoan đã. Thưa bệ hạ, chúng tôi và họ là kỳ phùng địch thủ, ngang sức ngang tài. Bần đạo đã luyện được chút bản lĩnh ở núi Nam Sơn. Xin được cùng họ đọ thắng thua một lần nữa. Ngài còn phép thần thông gì nữa? Chém đầu này, mọc đầu khác. Tắm trong vạc dầu sôi. Mổ bụng moi gan, rồi lại lành trở lại. Đó là con đường dẫn đến cái chết. Không nên thách đố nữa. Không được, nhất định phải đấu tiếp. Hết cũng phải đấu tiếp. Hòa thượng nhà Đường. Bệ hạ, quốc sư của ta không chịu tha cho các người đi, mà còn đòi đọ sức chém đầu, mổ bụng, moi tim nữa. Hay, hay lắm, đấy đúng là sở trường của con. Này tiểu hòa thượng kia, ngươi còn cười gì vậy? Nương nương, hôm trước ở trong chùa, tôi có gặp một vị sư phụ dạy cho cách chém đầu. Hôm nay thử một cái vậy không? Này tiểu hòa thượng, không nên thử chém đầu, thử là chết đấy. Ta sẽ nói với hoàng thượng tha cho các ngươi đi Tây Thiên. Phải đấu, nhất định phải đấu. Phải đấu, phải đấu. Bị hạ xem nên xử việc này thế nào. Tiểu hòa thượng chán sống rồi hay sao? Chém đầu là chết đấy. Bị hạ, đã vậy thì hãy để cho thần được hận này. Bệ hạ, truyền chỉ đi. Truyền chỉ đi. Truyền chỉ đi. Bệ hạ, truyền chỉ đi. Bệ hạ, truyền chỉ đi. Thôi được. Hãy truyền chỉ tới Ngự Lâm quân ở đài chém. Đi. 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 Hai vị, ai chém trước? Bệ hạ, thần chém trước, thần chém trước. Ngộ Không, còn phải cẩn thận. Sư phụ yên tâm. Cố sư, xin hãy tha lỗi cho tôi bạo gan chém trước nhé. Được, ngươi đi đi. Nhấc lên nào. Chém đi. Nhanh lên. Đầu ta đâu? Đầu đâu? Đầu ta đâu? Đầu ta đâu?
Lại đây, lại đây, lại đây nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.